À lúc mà chỉnh vị trí ngồi như nào anh? Xin chào tất cả các em, anh tên là Hoàng Đình Quang, là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, thì là á khoa trường Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2012. Thì anh xin được nói tóm tắt một chút liên quan đến nội dung của bài học trước. Anh đã hướng dẫn cho các em hai buổi học liên quan đến phương pháp số đếm, và buổi học hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về dạng thức đồ thị. Thì anh sẽ trình bày một chút, tức là dạng thức đồ thị ấy, thì nó bắt đầu xuất hiện bắt đầu từ năm 2013, năm 2014 và năm 2015. Thì chúng ta thấy rằng là trong đề thi đại học có 1 đến 2 câu là có cái hình vẽ đồ thị, đúng không ạ? Nhưng mà cái điều quan trọng hơn ở đây là có những cái bài toán mà nó không phải là có dạng đồ thị sẵn, mà chúng ta có thể biến đổi một cái bài toán tự luận chuyển thành một bài toán đồ thị để có thể giải nó một cách nhanh gọn hơn. Thì hôm nay em sẽ trình bày cho các em một phương pháp cực kỳ đơn giản, đó chính là sử dụng cái cặp tam giác đồng dạng để có thể giải quyết được 8 dạng đồ thị rất là phức tạp. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bài giảng ngày hôm nay. Các em thấy chất lượng có vấn đề gì thì bảo anh nhá, chất lượng video nhá. Ok, đầu tiên nhá, phương pháp đồ thị, chúng ta sẽ có 8 dạng bài tập liên quan đến phương pháp đồ thị. Dạng đầu tiên là nhỏ dung dịch chứa natri hydroxit vào dung dịch chứa nhôm clorua, tức là nhỏ dung dịch chứa OH- vào dung dịch chứa Al3+. Khi mà chúng ta nhỏ OH- vào dung dịch chứa Al3+ ấy, thì phản ứng sẽ diễn ra như sau. Phản ứng diễn ra như sau này. Khi mà chúng ta nhỏ OH- vào dung dịch chứa Al3+ thì sẽ xảy ra hai phản ứng. Đầu tiên ấy, phản ứng thứ nhất của chúng ta đó chính là phản ứng của nhôm Al3+ với lại OH- 3OH- tạo thành AlOH 3 lần. Đó chính là nhôm hydroxit, đây là một chất kết tủa, được không ạ? Khi mà chúng ta nhỏ OH- đến dư vào cái dung dịch chứa Al3+ ấy, thì sau khi tạo kết tủa tối đa thì khi đó nhôm hydroxit, đây là một hydroxit lưỡng tính, sẽ bị hòa tan trong OH- dư để chuyển thành AlOH 4 lần trừ, đây là một chất tan, thì sẽ xảy ra hai phản ứng như vậy. Bây giờ chúng ta giả sử ấy, là chúng ta có x mol nhôm 3+ đi, như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ có là x mol nhôm 3+ này. Để kết tủa hết lượng nhôm 3+ thì chúng ta cần phải có 3x mol OH trừ, và khi đó lượng kết tủa tối đa của chúng ta sẽ là x mol nhôm hydroxit. Sau khi mà có nhôm hydroxit rồi ấy, thì để hòa tan hết cái lượng kết tủa này, chúng ta, tức là để hòa tan hết x mol nhôm hydroxit, thì chúng ta cần phải có x mol OH- nữa. Như vậy tóm lại, khi mà số mol OH- đi từ 0 mol đến 3x mol thì chúng ta sẽ có cái số mol kết tủa tăng dần từ 0 mol lên cực đại là x mol. Còn khi mà cái lượng OH- mà tăng lên từ 3x mol lên 4x mol ấy, thì khi đó lượng kết tủa sẽ giảm từ x mol chuyển thành 0 mol. Như vậy chúng ta đã thấy là đồ thị nó có dạng như thế này. Có nghĩa là khi mà số mol OH- ấy, nó từ 0 mol đến 3x mol thì cái lượng kết tủa sẽ tăng lên từ 0 mol lên x mol.
khi mà cái mol OH trừ từ 3x đến 4x ấy, thì lượng kết tủa sẽ giảm dần từ x mol chuyển thành 0 mol. Thì đây chính là cái đầu thị khi mà chúng ta nhỏ dung dịch chứa OH trừ vào dung dịch chứa x mol nhôm ba cộng. Dạng thứ hai là chúng ta sẽ nhỏ dung dịch chứa OH trừ vào dung dịch chứa x mol ZN 2 cộng. Thì khi mà chúng ta nhỏ OH trừ vào dung dịch chứa x mol ZN 2 cộng thì cũng xảy ra hai phản ứng. Phản ứng đầu tiên ấy, đó chính là phản ứng của OH trừ phản ứng với lại ZN 2 cộng để tạo thành ZNOH 2 lần. Phản ứng đầu tiên sẽ là như này, ZN 2 cộng này cộng với lại 2 OH trừ này chuyển thành ZNOH 2 lần này. Đây là một chất kết tủa dạng keo trắng, đúng không ạ? Khi mà đã kết tủa tối đa được rồi thì chúng ta thấy rằng ấy là ZNOH trừ ZNOH 2 lần được kết tủa ấy, sẽ bị hòa tan bởi hai phân tử 2 OH trừ chuyển thành ZNOH 4 lần 2 trừ, và đây là một chất tan. Như vậy khi mà chúng ta nhỏ dung dịch chứa OH trừ và dung dịch chứa x mol ZN 2 cộng ấy, thì chúng ta thấy rằng là x mol ZN 2 cộng muốn kết tủa hết x mol ZN 2 cộng, chúng ta cần phải có 2 x mol OH trừ và chúng ta thu được lượng kết tủa tối đa là x mol. Muốn hòa tan được x mol ZN OH 2 lần, chúng ta cần phải có thêm 2 x mol OH trừ nữa. Như vậy tóm lại, khi mà số mol OH trừ của chúng ta tăng dần từ 0 mol lên 2 x mol thì lượng kết tủa sẽ tăng lên từ 0 mol lên x mol. Khi mà số mol OH trừ tăng lên từ 2 x mol lên 4 x mol thì lượng kết tủa sẽ giảm dần từ x mol chuyển thành 0 mol. Các em cố gắng học nhá, bởi vì anh mà cứ vừa giảm vừa ở theo dõi các em này rất là phân tâm nhá. Các em cố gắng nhá. Dạng thứ hai của chúng ta ấy, đó chính là nhỏ một dung dịch chứa OH trừ và một dung dịch chứa hỗn hợp gồm có H cộng và Al 3 cộng. Có nghĩa là như thế nào ạ? Có nghĩa là như thế này, chúng ta có một cái dung dịch ấy. Đây ạ, chúng ta sẽ như sau này. Chúng ta sẽ nhỏ một dung dịch chứa OH trừ. Đây nhá, OH trừ này. Chúng ta sẽ nhỏ dung dịch chứa OH trừ vào một hỗn hợp gồm có hai chất, đó chính là nhỏ OH trừ này và một dung dịch chứa hỗn hợp hai chất gồm có x mol Al 3 cộng và y mol H cộng. Chúng ta hãy quan sát một chút này. Al 3 cộng ấy thì dung dịch mà chứa nhôm clorua hoặc dung dịch chứa nhôm sunfat ấy thì nó có khả năng làm đỏ quỷ tím. Có nghĩa là ion Al 3 cộng có tính chất axit, H cộng cũng có tính chất axit, nhưng mà tuy nhiên chúng ta thấy rằng ấy là muối ở nhôm clorua hoặc ở nhôm sunfat ấy nó có làm đỏ quỷ tím, nó có là axit, nhưng mà dù sao thì tính axit của nó vẫn yếu hơn là tính axit của HCl hoặc là H2SO4. Có nghĩa là trong dung dịch mà chứa Al 3 cộng và H cộng ấy thì nhôm 3 cộng có tính axit, H cộng cũng có tính axit, nhưng mà tuy nhiên tính axit của H cộng thì lớn hơn là tính axit của nhôm 3 cộng. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta nhỏ OH trừ vào dung dịch chứa nhôm 3 cộng và H cộng ấy thì có nghĩa là OH trừ sẽ phản ứng với lại chất mà có tính axit gọi là có tính axit gọi là mạnh hơn. Như vậy có nghĩa là OH trừ trước tiên sẽ phản ứng với lại H cộng trước. Sau khi mà OH trừ đã trung hòa hết H cộng rồi thì mới xảy ra phản ứng của OH trừ với lại nhôm 3 cộng. Như vậy sẽ xảy ra ba phản ứng như sau. Phản ứng đầu tiên này, chúng ta sẽ có là OH trừ nhá, sẽ trung hòa H cộng trước bởi vì H cộng có tính axit mạnh hơn, đúng không ạ? Chuyển thành nước. Phản ứng thứ hai, sau khi OH trừ mà trung hòa hết được cái H cộng rồi thì sẽ đến phản ứng của OH trừ với lại Al 3 cộng. Chúng ta sẽ có phản ứng của Al 3 cộng này cộng với lại 3 OH trừ này chuyển thành gọi là AlOH 3 lần này. Sau khi mà đã kết tủa hết lượng kết tủa rồi thì sẽ xảy ra phản ứng của Al 3 OH 3 lần này cộng với lại OH trừ chuyển thành AlOH 4 lần trừ. Đây là một chất tan. Như vậy có nghĩa là như nào ạ? Chúng ta có y mol H cộng, muốn trung hòa y mol H cộng thì cần y mol OH trừ. Sau khi trung hòa hết y mol H cộng rồi, chúng ta sẽ phải cần có là 3 x mol OH trừ để kết tủa hết Al 3 cộng để tạo thành x mol kết tủa. Để hòa tan x mol kết tủa, chúng ta cần thêm x mol OH trừ nữa. Có nghĩa là tóm lại như thế này ạ,
khi mà cái số mol OH trừ của chúng ta ấy mà từ 0 mol đến y mol thì có nghĩa là tức là khi mà số mol OH trừ ấy đi từ 0 mol này đến gọi là khi mà số mol OH trừ đi từ 0 mol đến y mol thì có nghĩa là OH trừ đang trung hòa H cộng, có nghĩa là không xảy ra, tức là không tạo thành kết tủa và lượng kết tủa là bằng 0, đúng không ạ? Khi mà cái số mol OH trừ mà tăng lên từ y mol lên 3x cộng y mol thì cái đó sẽ xảy ra phản ứng của Al3 cộng với OH trừ tạo thành kết tủa, lượng kết tủa cực đại là x mol. Khi mà số mol OH trừ tăng lên từ 3x cộng y lên 4x cộng y thì cái đó x mol OH trừ x mol nhôm hydroxit đã bị hòa tan và lượng kết tủa sẽ bằng 0. Như vậy đồ thị của nó sẽ có dạng là một đường như này. Đầu tiên là dạng thẳng ngang này, sau đó là kéo lên trên này, kéo lên dưới. Đây là đồ thị khi mà chúng ta nhỏ dung dịch chứa OH trừ và dung dịch chứa x mol nhôm 3 cộng và y mol H cộng. Tiếp tục này, chúng ta nhỏ dung dịch chứa OH trừ và dung dịch chứa x mol ZN2 cộng và y mol H cộng, được không ạ? Thì như chúng ta đã thấy thì phản ứng này cũng tương tự như là phản ứng nhỏ dung dịch chứa OH trừ và dung dịch chứa hỗn hợp gồm nhôm 3 cộng H cộng thôi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là ZN2 cộng này và H cộng nhá. ZN2 cộng tức là dung dịch kẽm clorua, dung dịch kẽm sunfat có khả năng đỏ quỷ tím, có nghĩa là ZN2 cộng có tính chất axit, H cộng cũng có tính chất axit, nhưng mà tuy nhiên tính chất axit của ZN2 cộng thì yếu hơn so với H cộng. Như vậy thì OH trừ sẽ phản ứng với lại H cộng trước, bởi vì là H cộng tính axit mạnh hơn. Sau khi mà trung hòa hết H cộng rồi thì mới xảy ra phản ứng của OH trừ với lại ZN2 cộng. Như vậy bài toán trên cũng sẽ xảy ra 3 phản ứng. Phản ứng đầu tiên này là phản ứng của OH trừ với lại H cộng tạo thành nước. Phản ứng thứ hai sau khi trung hòa hết H cộng sẽ là phản ứng của 2OH trừ cộng với lại ZN2 cộng để chuyển thành là ZNOH 2 lần kết tủa. Phản ứng thứ ba sau khi tạo thành kết tủa tối đa rồi thì sẽ là phản ứng hòa tan kết tủa, tức là ZNOH 2 lần cộng với lại 2OH trừ chuyển thành là ZNOH 4 lần 2 trừ, và đây là một chất tan. Chúng ta thấy rằng ấy, chúng ta sẽ có là y mol H cộng thì cần thiết phải có y mol OH trừ để trung hòa hết. Muốn kết tủa hết x mol ZN2 cộng thì phải cần có 2x mol OH trừ và tạo thành x mol kết tủa tối đa. Muốn hòa tan x mol ZNOH 2 lần thì cần phải có 2x mol OH trừ nữa và là xong. Như vậy có nghĩa là khi mà cái số mol OH trừ ấy mà nó bằng từ 0 lên y mol ấy thì lượng kết tủa bằng 0, bởi vì là nó đang mải trung hòa. Nếu mà cái khi mà lượng OH trừ ấy, khi mà lượng OH trừ từ 0 mol lên y mol ấy thì có nghĩa là phản ứng trung hòa diễn ra và không hề là có phản ứng tạo thành kết tủa. Khi mà số mol OH trừ tăng lên từ y mol lên 2x cộng y mol thì cái đó là phản ứng tạo thành kết tủa, lượng kết tủa tối đa là x mol. Khi mà số mol OH trừ tăng lên từ 2x cộng y mol lên 4x cộng y mol thì cái đó kết tủa bị hòa tan hết và lượng kết tủa bằng 0. Các em cứ nghe qua thôi nhá, các em cứ nghe qua các trình bày thôi, còn các em không cần phải tìm hiểu tỉ mỉ đâu, bởi vì là các em có thể xem lại video và anh cũng sẽ có những tài liệu khác để cho các em gọi là nhìn rõ hình vẽ. Còn bây giờ các em cứ quan sát để hiểu nắm vấn đề nhá. Dạng tiếp theo này, đây là dạng mà nhỏ dạng 3, nhỏ dung dịch chứa H cộng vào dung dịch chứa AlOH 4 lần trừ. AlOH 4 lần trừ thì thực ra là nó xuất hiện dưới dạng là natri aluminat này. NaAlOH2 có thể viết thành dưới dạng là AlOH 4 lần trừ. Các em có tập trung nhá, bởi vì là anh vừa giảm mà vừa nhìn cái này nó rất là phân tâm nha. Chúng ta sẽ như sau này, chúng ta nhỏ dung dịch chứa H cộng vào dung dịch chứa AlOH 4 lần trừ. AlOH 4 lần trừ thực ra nó chính là dưới dạng là NaAlO2. NaAlO2 thì nói như thế nào nhỉ? Nó là muối của natri hydroxit với lại HAlO2. Nó là muối của natri hydroxit với lại HAlO2. HAlO2 ấy, thì nó chính là nhôm hydroxit, thì nó là một axit có tính axit rất yếu. Natri hydroxit ấy, thì nó lại là một chất mà có tính bazơ rất mạnh. Như vậy thì muối của bazơ mạnh với lại axit yếu thì nó sẽ có tính bazơ. Thực tế là dung dịch chứa natri alumina có khả năng làm xanh quỷ tím. Như vậy có nghĩa là phản ứng của chúng ta với giữa H cộng là có chất axit với lại AlOH 4 lần trừ là có chất bazơ, được không ạ? Phản ứng diễn ra theo hai quá trình.
Quá trình đầu tiên ấy, đó chính là phản ứng của H cộng với lại AlOH 4 lần trừ. Đây là phản ứng gọi là axit bazơ thôi, đây là axit, đây là bazơ đúng không ạ? Phản ứng tạo thành một phân tử nước cộng với lại AlOH 4 lần AlOH 3 lần. Đây là chất kết tủa. Sau khi mà đã tạo thành kết tủa tối đa rồi thì sẽ có phản ứng 3H cộng cộng với lại AlOH 3 lần là chất kết tủa để hòa tan nó để tạo thành Al 3 cộng cộng với lại 3 phân tử nước. Thì chúng ta cứ xem xét anh trình bày nhé. Khi mà cái số mol O, tức là số mol H cộng ấy, đi từ 0 lên x mol, thì khi đó H cộng, đây nhá, x mol AlOH 4 lần trừ này, muốn tạo thành kết tủa tối đa thì phải còn có x mol H cộng này tạo thành x mol kết tủa này. Như vậy có nghĩa là khi mà số mol H cộng đi từ 0 lên x mol, thì khi đó chúng ta sẽ thấy là lượng kết tủa tăng lên từ 0 lên x mol. Tiếp theo này, muốn hòa tan hết x mol nhôm 3 cộng AlOH 3 lần, chúng ta cần phải có 3 x mol H cộng, đúng không ạ? Như vậy khi mà số mol H cộng của chúng ta bằng 4x ý, thì lượng kết tủa sẽ bị hòa tan hết. Như vậy có nghĩa là khi mà số mol H cộng đi từ 0 lên x mol thì lượng kết tủa sẽ tăng lên từ 0 lên x mol. Khi mà số mol H cộng tăng lên từ x mol đến 4x mol thì lượng kết tủa sẽ bị hòa tan, được không ạ? Bài toán tiếp theo ấy, đó chính là bài toán mà nhỏ dung dịch chứa H cộng và dung dịch chứa x mol ZnOH 4 lần 2 trừ. Thì chúng ta thấy rằng ấy, là ZnOH 4 lần 2 trừ ấy, thì thực ra là nó xuất hiện dưới dạng là natri sinh cát ấy. Ví dụ chẳng hạn là Na2ZnO2 này, được không ạ? Thì chúng ta thấy rằng ấy, Na2ZnO2 ấy, thì thực ra là nó cũng là muối của natri hydroxit với lại axit zinc, tức là H2ZnO2. Thế mà H2ZnO2 thì nó là kém hydroxit, tức là nó là một axit yếu. Natri hydroxit là một bazơ mạnh. Như vậy tóm lại ấy, thì dung dịch mà chứa natri zinc cát hoặc là chứa dung dịch ZnOH 4 lần 2 trừ ấy, thì nó sẽ có tính chất bazơ và có khả năng làm xanh quỷ tím. Trong khi đó dung dịch chứa H cộng ấy thì nó có tính chất axit. Như vậy khi mà chúng ta nhỏ dung dịch H cộng vào dung dịch chứa ZnOH 4 lần 2 trừ thì có nghĩa là chúng ta đã xảy ra hai phản ứng. Phản ứng đầu tiên là phản ứng của H cộng 2H cộng cộng với lại ZnOH 4 lần 2 trừ chuyển thành là ZnOH 2 lần cộng với lại 2 phân tử nước, được không ạ? Sau đó sẽ là phản ứng 2H cộng hòa tan ZnOH 2 lần để chuyển thành ZN2 cộng cộng với lại 2 phân tử nước. Tóm lại là khi mà số mol H cộng của chúng ta đi từ 0 mol lên 2 x mol thì khi đó lượng kết tủa sẽ đi từ 0 mol lên x mol. Khi mà số mol H cộng đi từ 2 x lên 4 x mol thì lượng kết tủa của nó sẽ giảm từ x mol chuyển thành 0 mol. Các em cứ nghe qua thôi nhá, các em có thể trình bày lại vở mà, được không ạ? Dạng thứ tư ấy, đó chính là dạng mà nhỏ dung dịch chứa H cộng và dung dịch chứa hỗn hợp gồm OH trừ và AlOH 4 lần trừ. Thì như anh sẽ phân tích ở đây này. Chúng ta sẽ có này. Chúng ta nhỏ dung dịch chứa H cộng này và dung dịch chứa OH trừ và AlOH 4 lần trừ. Như anh vừa nói, AlOH 4 lần trừ ấy, thì nó là dung dịch natri aluminat, thì nó có khả năng làm xanh quỷ tím, tức là nó có chất bazơ. OH trừ có tính chất bazơ, nhưng mà tuy nhiên tính bazơ của OH trừ thì mạnh hơn so với lại AlOH 4 lần trừ. Như vậy có nghĩa là H cộng sẽ phản ứng với lại OH trừ trước. Sau khi mà trung hòa hết OH trừ thì H cộng sẽ phản ứng với lại AlOH 4 lần trừ. Có nghĩa là xảy ra các phản ứng theo thứ tự sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có H cộng cộng với lại OH trừ chuyển thành nước. Thứ hai đó chính là phản ứng sau khi trung hòa hết OH trừ sẽ là phản ứng có H cộng với lại AlOH 4 lần trừ tạo thành một phân tử nước này cộng với lại AlOH 3 lần, đây là một chất kết tủa. Sau khi mà tạo thành kết tủa tối đa rồi thì sẽ là phản ứng của AlOH 3 lần cộng với 3H cộng tạo thành Al 3 cộng cộng với lại nước. Thì phản ứng diễn tiến như thế này. Khi mà số mol H cộng đi từ 0 mol lên y mol thì đây là phản ứng trung hòa OH trừ và không tạo thành kết tủa. Khi mà số mol H cộng tăng lên từ y lên x cộng y mol thì khi đó đã tạo thành kết tủa cực đại với số mol là x mol. Khi mà số mol H cộng tăng lên từ x cộng y lên 4x cộng y mol thì khi đó lượng kết tủa sẽ bị hòa tan từ x mol chuyển thành 0 mol.
Dạng tiếp theo là chúng ta nhỏ dung dịch chứa H cộng vào dung dịch chứa X mol ZnOH 4 lần 2 trừ và Y mol OH trừ. Thì như anh vừa nói rồi, ZnOH 4 lần 2 trừ thì nó là natri sinh cát đúng không ạ? Nó là muối của axit zinc, tức là ZnOH 2 lần đi với lại natri hydroxit, tóm lại như vậy, kiểu như thế. Tóm lại là dung dịch chứa ZnOH 4 lần 2 trừ thì nó có tính chất bazơ làm xanh kỳ tím. OH trừ có tính chất bazơ, nhưng mà tuy nhiên tính chất bazơ của OH trừ thì mạnh hơn so với lại tính chất bazơ của ZnOH 4 lần 2 trừ. Như vậy thì H cộng sẽ phản ứng với lại OH trừ trước. Sau khi mà H cộng phản ứng được với OH trừ trước thì nó sẽ trung hòa hết OH trừ rồi, thì H cộng sẽ phản ứng với lại ZnOH 4 lần 2 trừ. Cũng xảy ra ba phản ứng thôi. Phản ứng đầu tiên là phản ứng của H cộng với lại OH trừ chuyển thành nước này. Phản ứng thứ hai là phản ứng của H cộng với lại ZnOH 4 lần 2 trừ 2H cộng chuyển thành ZnOH 2 lần kết tủa cộng với 2 phân tử nước. Phần thứ ba ấy là sau khi trở thành kết tủa ZnOH 2 lần tối đa rồi thì sẽ là 2 phân tử H cộng cộng với lại ZnOH 2 lần để tạo thành ZnO 2 cộng cộng với lại nước. Tóm lại là ba phản ứng như thế này. Chúng ta thấy rằng ấy là khi mà số mol H cộng ấy nó tăng từ 0 mol lên Y mol ấy thì cái đó lượng kết tủa là bằng 0, bởi vì là H cộng đã trung hòa OH trừ rồi. Khi mà số mol H cộng đi từ Y mol lên Y cộng 2X mol thì lượng kết tủa sẽ tăng lên từ 0 mol lên X mol. Khi mà số mol H cộng tăng lên từ 2X cộng Y lên 4X cộng Y thì số mol kết tủa sẽ giảm từ X mol chuyển thành 0 mol. Dạng tiếp theo là dạng số 5 nhé. Chúng ta sục khí CO2 hoặc là sục khí SO2 vào dung dịch chứa X mol bari hydroxit thì sẽ xảy ra hai phản ứng đúng không ạ? Phản ứng đầu tiên chính là phản ứng tạo thành kết tủa, có nghĩa là phản ứng đầu tiên này CO2 cộng với lại bari hydroxit để tạo thành gọi là bari carbonate đúng không ạ? Có nghĩa là khi mà chúng ta sục khí CO2 vào dung dịch chứa X mol bari hydroxit thì sẽ xảy ra hai phản ứng. Phản ứng đầu tiên đó chính là CO2 tác dụng với lại bari hydroxit tạo thành bari carbonate. Hình vẽ ở đây nó có vấn đề sai sót nhé. Khi mà số mol CO2 ấy tăng lên từ 0 mol lên X mol thì số mol kết tủa sẽ tăng lên từ 0 mol lên X mol. Khi mà cái số mol CO2 tăng lên từ X mol lên 2X mol thì lượng kết tủa sẽ giảm từ X mol chuyển thành 0 mol. Có nghĩa là các em hãy cứ lắng nghe bài giảng để mà chúng ta nắm được tinh thần đã, còn chúng ta không cần phải chú ý nhiều tiểu tiết. Nói chung tóm lại thì đồ thị của cái bài toán trên nó sẽ có dạng là khi mà số mol CO2 tăng lên từ 0 mol lên X mol thì lượng kết tủa sẽ tăng lên từ 0 mol lên X mol. Khi mà số mol CO2 tăng lên từ X mol lên 2X mol thì lượng kết tủa sẽ giảm dần từ X mol chuyển thành 0 mol. Các em chú ý một chút nhá, máy tính bây giờ của anh đang bị trục trặc một chút này. Thì các em hãy cứ gọi là nghỉ ngơi được khoảng 5 phút nhá và anh sẽ quay lại sau được không ạ? Máy tính đang có một chút trục trặc.
Alo, chúng ta sẽ tiếp tục bài giảng nhá. Thì anh xin được trình bày một chút này. Thì anh sẽ tiếp tục trình bày phần liên quan đến các bài toán đồ thị nhá. Thì anh xin được khuyến nghị như này, có nghĩa là anh sẽ được trình bày khái quát qua về các bài toán về đồ thị thôi. Các em cứ nắm được cái tinh thần của nó, chứ còn chưa cần phải đi về tiểu tiết. Bởi vì chúng ta có 8 dạng đồ thị cơ, mỗi dạng đồ thị thì có những cái phản ứng riêng biệt. Thì anh sẽ gửi cho em tài liệu sau. Bây giờ các em cứ lắng nghe để chúng ta biết định hình cái phương pháp như thế nào đã, được không ạ? Bình thường ạ. Ok, chúng ta sẽ đến dạng toán số 6 nha. Chúng ta sẽ sục khí CO2 hoặc là khí SO2 vào một dung dịch chứa hỗn hợp. Hỗn hợp này thì gồm có natri hydroxide và canxi hydroxide, được không ạ? Đây là một cái giảng mà nó cũng khá là thú vị với các em, đúng không ạ? Thì như thế này, tạm thời để anh cứ viết phản ứng nhá, sau đó anh sẽ gọi là giải thích cho các em sau. Các em cứ nắm tinh thần đã. Khi mà chúng ta sục một cái khí CO2 vào một dung dịch chứa hỗn hợp gồm có natri hydroxide và canxi hydroxide thì phản ứng diễn ra thành ba quá trình như sau. Phản ứng đầu tiên ấy sẽ là phản ứng tạo thành kết tủa CaCO2 cộng với lại CO2 chuyển thành CaCO3 cộng với lại nước. Phản ứng số 2 này sẽ là NaOH cộng với lại CO2 chuyển thành NaHCO3. Phản ứng số 3 là phản ứng hòa tan canxi carbonat, tức là CaCO3 cộng với lại nước cộng với lại CO2 để chuyển thành gọi là CaHCO3 hai lần. Ba phản ứng diễn ra như thế này. Tóm lại là khi mà số mol CO2 tăng lên từ 0 lên x mol thì lượng kết tủa sẽ tăng lên từ 0 lên x mol. Đồ thị là điều này. Khi mà số mol CO2 tăng lên từ x mol lên x cộng y mol thì cái đó sẽ diễn ra quá trình 2, tức là natri hydroxide tác dụng với lại CO2 tạo thành natri hydrocarbonate. Và lượng kết tủa không thay đổi, giữ nguyên ở mức x mol. Khi mà số mol CO2 tăng lên từ x cộng y mol chuyển thành 2x cộng y mol thì khi đó sẽ là xảy ra phản ứng quá trình thứ ba, chính là quá trình mà CO2 hòa tan canxi carbonat và lượng kết tủa sẽ giảm xuống 0 mol. Các em hãy cứ lắng nghe thôi, còn anh sẽ gửi cho em các file tài liệu ở chi tiết cụ thể sau nhé. Tiếp theo là một cái dạng toán mà khá là phức tạp, nó mới bắt đầu xuất hiện từ năm 2015 vừa rồi thôi, tức là trong đề thi đại học thì nó có. Thì chúng ta sẽ phân tích một chút này. Khi mà chúng ta nhỏ từ từ một cái dung dịch chứa H cộng và một dung dịch chứa hỗn hợp cùng có HCO3 trừ và CO3 2 trừ, thì chúng ta phân tích một chút này. HCO3 trừ ấy, muối natri hydrocarbonate ấy, nó có khả năng làm xanh vì tím. Muối natri carbonate cũng có khả năng làm xanh vì tím. Nói cách khác ấy, ion HCO3 trừ và ion CO3 2 trừ đều như chất bazơ. Nhưng mà tuy nhiên HCO3 trừ nó là muối axit, đương nhiên là nó sẽ có tính bazơ yếu hơn là CO3 2 trừ là muối trung hòa rồi. Như vậy có nghĩa là CO3 2 trừ có tính bazơ mạnh hơn là HCO3 trừ. Như vậy khi mà chúng ta nhỏ từ từ dung dịch chứa H cộng vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm có HCO3 trừ và CO3 2 trừ thì có nghĩa là H cộng sẽ phản ứng với lại CO3 2 trừ trước để tạo thành HCO3 trừ. Sau khi mà biến hết CO3 2 trừ chuyển thành HCO3 trừ rồi thì mới xảy ra phản ứng H cộng tác dụng với lại HCO3 trừ để tạo thành nước và CO2. Phản ứng diễn ra thành hai quá trình như sau. Đầu tiên H cộng sẽ tác dụng với lại CO3 2 trừ để chuyển thành HCO3 trừ. Sau khi mà H cộng chuyển hết CO3 2 trừ chuyển thành HCO3 trừ thì chúng ta sẽ xảy ra phản ứng H cộng tác dụng với lại HCO3 trừ để chuyển thành nước cộng với lại CO2. Chúng ta sẽ có là x mol CO3 2 trừ cần phải có x mol H cộng phản ứng để tạo thành x mol HCO3 trừ. X mol HCO3 trừ được tạo thành cộng với lại y mol HCO3 trừ ban đầu có nghĩa là lượng HCO3 trừ sẽ là x cộng với lại y mol. Khi đó thì số mol H cộng của nó cần thiết sẽ là x cộng y mol. Và khi đó cái lượng CO2 giải phóng ra sẽ là x cộng với y mol. Điều này tóm lại có nghĩa như thế nào ạ? Có nghĩa là khi mà số mol H cộng tăng lên từ 0 lên x mol thì sẽ xảy ra là phản ứng số 1. Khi đó thì sẽ là phản ứng H cộng cộng CO3 2 trừ chuyển thành HCO3 trừ và không được thành khí.
Nhưng mà tuy nhiên khi mà số mol H cộng tăng lên từ x lên 2x cộng y mol thì khi đó xảy ra phản ứng số 2 và lượng khí CO2 tạo thành sẽ tăng lên từ 0 mol tăng lên x cộng y mol. Nếu mà số mol H cộng mà tăng lớn hơn 2x cộng y mol thì có nghĩa là H cộng dư, trong dung dịch chỉ còn H cộng dư thôi, còn CO2 bé hết ra ngoài rồi, thì lượng khí CO2 giữ nguyên ở mức không đổi, nằm ngang như thế này. Các em cứ bình tĩnh nha, các em cứ lắng nghe các dạng như này thôi, xem hình vẽ thôi, để mường tượng phương pháp thôi. Còn những tài liệu chi tiết cụ thể thì anh sẽ gửi cho các em và các em xem sau, được không ạ? Nên đừng có lo lắng, đừng có băn khoăn là tại sao mà anh giảm mà có mười mấy phút mà đã gọi là đã 8 dạng rồi, được không ạ? Dạng số 8 này, lúc nãy là chúng ta nhỏ từ từ dung dịch chứa hỗn hợp gồm H cộng vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm HCO3 trừ và CO3 2 trừ, được không ạ? Nhưng mà bây giờ dạng 8 này nó khác, nó ngược lại. Có nghĩa là lúc nãy là nhỏ H cộng vào dung dịch chứa HCO3 trừ và CO3 2 trừ, nhưng mà bây giờ thì dạng 8 chúng ta sẽ nhỏ một cái dung dịch mà chứa HCO3 trừ và CO3 2 trừ vào dung dịch chứa H cộng, tức là nó ngược lại so với lại cái dạng thứ 7. Chúng ta sẽ có là HCO3 trừ này và CO3 2 trừ này được nhỏ vào dung dịch chứa H cộng, thì khi đó hai phản ứng sau sẽ diễn ra một cách đồng thời. Phản ứng số 1 đó chính là HCO3 trừ cộng với lại H cộng chuyển thành nước cộng với lại CO2. Đây là phản ứng thứ nhất. Phản ứng thứ hai đó chính là CO3 2 trừ cộng với lại 2H cộng chuyển thành nước cộng với lại CO2. Có nghĩa là phản ứng số 1, phản ứng số 2 không phải là cái nào diễn ra trước, cái nào diễn ra sau, mà có nghĩa là chúng diễn ra một cách gọi là đồng thời nhau. Có nghĩa là hiệu suất của phản ứng thứ nhất bằng hiệu suất của phản ứng số 2. Tóm lại là như thế này: khi mà số mol H cộng tăng lên từ 0 mol lên 2X cộng Y mol thì lượng kết tủa của nó, tức là lượng khí CO2 thoát ra sẽ tăng lên từ 0 mol lên X cộng Y mol. Khi mà số mol H cộng lớn hơn 2X cộng Y mol thì khi đó lượng khí CO2 giữ nguyên ở mức không đổi là bằng X cộng Y mol, bởi vì khi đó thì CO2 bé hết ra ngoài rồi, còn cái trong dung dịch chỉ còn H cộng dư thôi. Chú ý nha, anh sẽ gửi cái tài liệu mà nó sẽ có những cái nội dung cụ thể hơn cho các em. Bây giờ các em cứ xem vấn đề đã. Tức là tóm lại như thế này, tức là sau khi mà chúng ta gọi là nghe tầm khoảng 15-20 phút, chúng ta phát hiện rằng là tóm lại là có những thứ cần phải nhớ này, là chúng ta có 8 dạng đồ thị, được không ạ? 8 dạng đồ thị, mỗi dạng đồ thị lại có một cái hình vẽ khác nhau, đúng không ạ? Và cách để vẽ được các đồ thị đấy thì nó cũng tương đối là phức tạp. Thì anh sẽ hướng dẫn cụ thể những bài giảng sau, và anh sẽ gửi cho em tài liệu bằng Word PDF thì nó sẽ có hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ là tại sao cái hình vẽ đó lại được sử dụng, tại sao đồ thị của dạng toán đấy lại là hình vẽ như vậy mà không phải là hình vẽ khác, thì cái đấy chúng ta sẽ xem thế sau. Tóm lại chúng ta có dám đạt 8 dạng đồ thị và có rất nhiều hình vẽ. Bây giờ anh sẽ gọi là sử dụng một cái kiến thức rất là đơn giản của kiến thức học sinh cấp 2 thôi để giúp các em có thể giải quyết được cả 8 dạng đồ thị này. Anh sẽ gửi sau nhé. Ok, một số bài tập minh họa nhá. Một số bài tập minh họa này. Dạng số 1 là nhỏ dung dịch chứa OH trừ vào Al3+, hãy tìm các ẩn số, được không ạ? Chúng ta có hình vẽ đầu tiên, hình vẽ số 2, hình vẽ số 3, hình vẽ số 4. Tóm lại là chúng ta nhìn thì có 4 cái hình vẽ, người ta yêu cầu là phải xác định ẩn số. Hình vẽ đầu tiên thì là tìm M, hình vẽ thứ 2 là tìm M và A, hình vẽ số 3 là tìm N, P, Q, M, hình vẽ cuối cùng là đi tìm M và A. Nói chung là nó rất là phức tạp, nhìn thì chúng ta không thể nào mà định hướng là chúng ta sẽ làm theo cách nào, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nào để giải. Nhưng mà không quan trọng, chúng ta chỉ cần quan sát để biết rằng là có những dạng toán phức tạp như vậy, nhưng cách giải thì cực kỳ đơn giản, chúng ta sẽ tìm hiểu ở phía sau, được không ạ? Đây là đề bài nhá, khá phức tạp, khó định hướng, nhưng chúng ta sẽ có một phương pháp cực kỳ đơn giản. Hình vẽ số 2, đây là bài toán mà nhỏ dung dịch chứa OH trừ vào một cái hỗn hợp gồm có H cộng và Al3+, hãy tìm các ẩn số. Người ta yêu cầu là tìm M và tìm X, đúng không ạ? Hình vẽ này là một hình vẽ rất là phức tạp mà dường như là các em cũng rất là khó để có thể định hình phương pháp giải. Nhưng mà tuy nhiên với cái phương pháp sử dụng các đồng dạng thì bài toán trên cực kỳ đơn giản, cho nên là cần nhìn lướt qua là có cái đề bài như vậy mà thôi. Hình vẽ số 3 ấy, là sục khí CO2 và dung dịch chứa hỗn hợp của natri hydroxit và canxi hydroxit, hãy tìm các ẩn số.
Hai hình vẽ này trông rất là phức tạp, rất là khó để làm đúng không ạ? Hình vẽ đầu tiên yêu cầu là tìm A và tìm M phẩy. Hình vẽ thứ hai là cũng tìm A và tìm M phẩy. Nó rất là phức tạp, trông rất là ngổ ngáo. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng sẽ có những phương pháp giải riêng. Tiếp theo này, các em cố gắng gọi là chỉnh chất lượng video cao hơn nhá. Dạng 7 và dạng số 8 nhá. Chúng ta hay đi tìm các ẩn số, có nghĩa là đề bài người ta cho các em hai hình vẽ nó rất là phức tạp đúng không ạ? Nó yêu cầu các em là phải đi tìm các ẩn số. Hình vẽ đầu tiên là đi tìm x và tìm y, hình vẽ thứ hai là tìm v và tìm q. Nói chung là nó cũng rất là phức tạp, nhìn thì cũng rất là lòng ngoằng và cũng không thể định hướng được phương pháp giải. Được không ạ? Nó rất là phức tạp, nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng sẽ có những phương pháp rất cụ thể để giải quyết, được không ạ? Tóm lại là bây giờ nhá, các em hãy bình tĩnh này, bình tĩnh nhá, đừng kêu ca, đừng phàn nàn này. Tóm lại là chúng ta cần ghi nhớ những thông tin như sau. Một là có 8 dạng đồ thị rất là phức tạp, thì anh sẽ gửi tài liệu cho các em sau để có hình vẽ cụ thể. Thứ hai là phương pháp giải của chúng nó cũng rất là lòng ngoằng, và những bài tập nó cũng khá là khó, chúng ta rất khó để định hình được phương pháp giải của chúng ta như thế nào. Nhưng mà tuy nhiên, bây giờ em sẽ trình bày cho các em một cái chìa khóa để giúp các em có thể giải quyết trọn vẹn tất cả các dạng đồ thị đó, dù khó bao nhiêu chúng ta có đều làm được, được không ạ? Bộ đề cơ bản mà anh sử dụng cho các em ở đây chính là sử dụng tập tam giác đồng dạng, được không ạ? Có một cái nguyên tắc như thế này, chúng ta hãy vận dụng tam giác nhỏ đồng dạng với tam giác lớn cùng phía. Trường hợp 1, chúng ta sẽ xem xét như sau. Chúng ta thấy rằng ấy là có hai tam giác ở đây, đó chính là tam giác nhỏ và tam giác lớn, được không ạ? Tam giác nhỏ chính là tam giác AB1C1. Tam giác AB1C1 thì đồng dạng với lại tam giác AB2C2. Điều này đương nhiên rồi, đúng không ạ? Khi mà cặp tam giác AB1C1 đồng dạng với lại tam giác AB2C2 thì chúng ta sẽ có hai cái tỷ lệ. Tỷ lệ đầu tiên chính là AC1 chia cho AC2 thì sẽ bằng B1C1 chia cho B2C2. Anh nhắc ở đây nhá, anh nhắc lại này. Tam giác AB1C1 đồng dạng với tam giác AB2C2. Điều đó chứng tỏ là chúng ta sẽ có một cái hệ thức cực kỳ đơn giản như sau. Cái này ứng dụng rất đồng dạng thôi, được không ạ? Nhớ nguyên tắc này, tam giác nhỏ đồng dạng với tại tam giác, tức là tam giác lớn cùng phía. AC1 chia cho AC2 sẽ bằng B1C1 chia cho B2C2. Đây là kiến thức cực kỳ đơn giản cấp 2 các em học rồi, được không ạ? Thế đó, đơn giản chỉ có vậy. Trường hợp 2, nó chỉ là cách ngược lại thôi. Chúng ta cũng có tam giác AB1C1 đồng dạng với tam giác AB2C2, được không ạ? Tam giác AB1C1 đồng dạng với tam giác AB2C2. Điều đó cũng giúp ta suy được rằng là chúng ta sẽ có tỷ lệ như thế nào ạ? Tỷ lệ đó chính là các cặp tam giác, tức là các cặp cạnh tam giác vuông thì đồng dạng với nhau, tức là AC1 chia cho AC2 thì sẽ bằng B1C1 chia cho B2C2. AC1 chia cho AC2 sẽ bằng B1C1 chia cho B2C2. Tức là kiến thức này tam giác đồng dạng thì các em đều nắm vững được rồi, đúng không ạ? Trường hợp thứ 3 thì nó cũng khá phức tạp như này. Nhưng mà dù sao hơn nữa thì nó phức tạp thế nào cũng nữa, chúng ta không quan tâm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là tam giác AB1C1 vẫn đồng dạng với tam giác AB2C2. Như vậy thì chúng ta vẫn sẽ có một cái hệ thức là gì ạ? Tam giác AB1C1 đồng dạng với tam giác gọi là AB2C2. Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn có một cái hệ thức, đó chính là AC1 chia cho AC2 sẽ bằng B1C1 chia cho B2C2. Vẫn là cái cặp hệ thức bình thường thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta có thể quan sát một chút này. AC1 thì bằng gì ạ? AC1 sẽ bằng OC1 trừ đi OA, đúng không ạ? AC1 chia AC2 bằng B1C1 chia cho B2C2. Khi mà chúng ta có là AC1 thì lại bằng OC1 trừ đi OA.
Thế nhá, AC1 này thì bằng OC1 trừ đi OA được chưa ạ? AC2 thì sao ạ? AC2 thì bằng OC2 trừ đi OA. B1C1 thì bằng gì ạ? B1C1 này thì sẽ bằng OB1 sao đúng không ạ? B2C2 bằng gì ạ? B2C2 nhá thì sẽ bằng OB2 sao đúng không ạ? Tóm lại là chúng ta vẫn có một tỷ lệ đơn giản thôi. Chúng ta không quan tâm nhiều, nó vẫn một tỷ lệ đơn giản là AC1 chia AC2 bằng B1C1 chia cho B2C2. Còn biến đổi như thế nào thì cũng không quan trọng. Trường hợp thứ tư thì cũng ngược lại thôi. Chúng ta vẫn có là tam giác AB1C1 đồng dạng với tam giác là AB2C2. Và khi đó chúng ta vẫn có một cái tỷ lệ thức bình thường, không vấn đề gì cả, đúng không ạ? Chúng ta vẫn có tỷ lệ thức bình thường, đó chính là AC1 chia cho AC2 thì sẽ bằng B1C1 chia cho B2C2, vẫn là hệ thức bình thường thôi. Và chúng ta cũng sẽ biến đổi một chút được không ạ? Chúng ta thấy rằng là AC1 thì bằng gì ạ? AC1 thì bằng OA trừ đi OC1, đúng không ạ? AC1 này sẽ bằng là OA trừ đi OC1. AC2 thì bằng gì ạ? AC2 thì bằng OA trừ đi OC2. Tóm lại là cũng đơn giản thôi. B1C1 thì bằng gì ạ? B1C1 này thì bằng OB1 sao? B2C2 của chúng ta bằng cái gì ạ? B2C2 thì bằng OB2 sao? Đúng không ạ? Có nghĩa là nó chỉ là cái cặp tam giác đồng dạng thôi, các em không cần phải quá quan tâm được không ạ? Bây giờ nhá, chúng ta sẽ sử dụng các cặp tam giác đồng dạng trên để mà giải quyết cái bài toán tam giác đồ thị được không ạ? Ok nhá. Chúng ta sẽ quan sát này, đề bài như sau. Chúng ta nhỏ một cái dung dịch nhá, đề bài như này này. Chúng ta nhỏ một dung dịch chứa OH-. Ôi xin lỗi nha. Đề bài như sau này. Chúng ta nhỏ một dung dịch chứa OH- vào dung dịch chứa X mol nhôm 3 cộng. Được không ạ? Đề bài này. Nhỏ dung dịch chứa OH- đến dư vào dung dịch chứa X mol nhôm 3 cộng. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ có một hình vẽ như thế nào ạ? Chúng ta sẽ có này. Khi mà số mol OH- tăng lên từ 0 mol lên 3 X mol thì lượng kết tủa sẽ tăng lên từ 0 mol lên X mol là đạt cực cực đại, đúng không ạ? Khi mà cái số mol OH- của nó bằng 4 X mol thì lượng kết tủa sẽ giảm xuống cực tiểu. Như vậy thì chúng ta sẽ có hình vẽ như trên, được không ạ? Tiếp tục ở phía dưới này, hình vẽ vẫn tương tự thôi. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ có khi mà số mol OH- tăng lên từ ok như vậy chúng ta sẽ có hình vẽ đầu tiên rồi, được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái cặp tam giác đồng dạng để giải quyết bài toán trên, được không ạ? Ok nhá. Chúng ta sẽ áp dụng như sau này. Chúng ta hãy nhớ một cái nguyên tắc, đó chính là tam giác nhỏ đồng dạng với đại tam giác lớn cùng phía. Có nghĩa là tam giác gì ạ? Tam giác A này, B này, C này đồng dạng với tam giác A X, Y chẳng hạn như thế. Tức là tam giác A này, B này, C này thì đồng dạng với tam giác là A X này, Y. Tức là tam giác nhỏ đồng dạng tam giác lớn cùng phía thôi. Như vậy chúng ta sẽ có một cái hệ thức cũng cực kỳ đơn giản như thế này. Đó chính là chúng ta sẽ có AC chia cho AY, tức là M này chia cho 3X sẽ bằng BC. BC thì nó chính là bằng 1 phần 12, đúng không ạ? 1 phần 12 chia cho XY. XY thì chúng ta sẽ bằng X rồi. Đây là hệ thức đầu tiên. Cặp tam giác thứ hai đồng dạng chúng ta sẽ xem xét như sau này.
tam giác nhỏ đây này, tam giác nhỏ này đồng dạng với tam giác lớn ở cùng phía này. Như vậy chúng ta sẽ cũng có một cái hệ thức khác đúng không ạ? Đó chính là 4x trừ đi 1,52 chia cho 4x trừ đi 3x bằng 0,02 chia cho x. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ triệt tiêu x đây này. Thì từ cái biểu thức đầu tiên chúng ta tìm được m. 4x trừ 3x bằng x thôi. Đây cũng là x triệt tiêu đi. Như vậy thì từ biểu thức thứ hai chúng ta sẽ tìm được ra x bằng bao nhiêu đúng không ạ? Bởi vì cái đầu tiên tìm m mà, m sẽ bằng 1/12 nhân 3 bằng 1/4. X sẽ bằng là 1,52 cộng 0,02 là 1,54 và chia cho 4. Xong bài đầu tiên nhá. Bài tiếp theo này, chúng ta cũng sẽ nhỏ một dung dịch chứa OH trừ vào dung dịch chứa X mol Al3 cộng được không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có đồ thị như này. Khi mà số mol OH trừ tăng lên từ 0 mol lên 3 X mol thì lượng kết tủa sẽ tăng lên từ 0 lên X mol. Khi mà cái lượng OH trừ tăng lên từ 3 X lên 4 X mol thì lượng kết tủa sẽ bằng 0. Từ đây ta nhìn một điều quan trọng này. 4X của chúng ta thì bằng với lại 0,4. Từ đây ta suy ra được là 4x của chúng ta bằng 0,4. Bởi vì đều là ở điểm này hết cả, 4x bằng 0,4. Điều này suy ra được là x sẽ bằng là 0,1. X bằng 0,1 thì điều đó có nghĩa là 3x sẽ bằng bao nhiêu ạ? Bằng 0,3. Còn x ở đây sẽ là 0,1. Như vậy ở đây sẽ là 0,3 và ở đây là 0,1. Và chúng ta cũng sẽ áp dụng gọi là cái tỷ lệ như bình thường thôi. Chúng ta sẽ có tam giác nhỏ này, tam giác A này, B này, C này, đồng dạng tam giác là AX này, Y này, được không ạ? Chúng ta sẽ có này, tam giác ABC đồng dạng tam giác là AXY, tức là tam giác nhỏ đồng dạng tam giác lớn cùng phía. Điều này có nghĩa là M chia cho 0,3 này thì sẽ bằng là BC bằng 1/12 chia cho XY bằng 0,1. Tìm được M nhé. Tỷ lệ thứ hai này, tam giác đây tam giác nhỏ này đồng dạng tam giác lớn cùng phía này. Như vậy ta sẽ có một cái tỷ lệ khác đúng không ạ? Tỷ lệ thứ hai của chúng ta đó chính là 0,4 này trừ đi A này chia cho 0,4 này trừ đi 0,3 này bằng với lại 0,02 chia cho 0,1. Từ đây dễ dàng tìm được A thôi. Như vậy là chúng ta đã dễ dàng tìm được M và tìm được A dựa vào các cặp tam giác đồng dạng bình thường đúng không ạ? Tiếp tục nha. Bài đoán trên cũng hoàn toàn tương tự thôi. Cũng là nhỏ một cái dung dịch chứa OH trừ và dung dịch chứa Al 3 cộng. Cũng là nhỏ OH trừ này và dung dịch chứa Al 3 cộng này. Giả sử là số mol Al 3 cộng là x mol đi. Khi đó thì cái này sẽ là 3x này, còn cái này sẽ là 4x. Nhìn vào đây ta thấy rằng ấy, là 4x của chúng ta sẽ bằng là 0,4. 4x bằng 0,4 suy được là x bằng 0,1. Điều đó suy được 3x ở vị trí này sẽ bằng 0,3. Thế mà 0,3 bằng M. Như vậy thì M bằng 0,3. N là số mol kết tủa cực đại, nó bằng X. Thế mà X bằng 0,1. Như vậy N của chúng ta sẽ bằng 0,1. Tóm lại chúng ta sẽ có như sau. Tóm lại M sẽ bằng 0,3, còn N bằng 0,1. Xong rồi ạ. Còn nhiệm vụ đi tìm P và tìm Q thì ta sẽ áp dụng cái tỷ lệ bình thường thôi. Tam giác A này, B này, C này đồng dạng tam giác là AXY này. Chúng ta sẽ có một cái hệ thức như thế này. AC sẽ bằng 0,25 chia cho AY sẽ bằng là 0,3. Sẽ bằng là BC bằng
T chia cho xy, xy bằng n, n bằng 0,1. Tìm được P nhá. Tìm Q này. Muốn tìm Q ấy, chúng ta có thể tác dụng tam giác ngược lại thôi, tức là nó chỉ có hai cặp hệ thức thôi mà. Tam giác nhỏ này đồng dạng tam giác lớn cùng phía này. Thì chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ đó chính là 0,4 này trừ đi 0,38 này chia cho 0,4 trừ m, tức là trừ đi 0,3, thì sẽ bằng là cái đoạn con này, đoạn con này bằng q chia cho cái đoạn xy thì bằng n, tức là 0,1. Dễ dàng tìm được q thôi. Như vậy là xong nhá. Tiếp tục với hình vẽ phía dưới này. Hình vẽ phía dưới để bạn tương tự nhá. Các em có bình tĩnh nhá. Các dạng đồ thị thì cực kỳ dễ thôi. Em sẽ gửi cho em một file tài liệu cực kỳ chi tiết. Các em chỉ cần 30 phút, 40 phút các em vẽ hết cả dạng đồ thị, cứ bình tĩnh nhá. Chúng ta sẽ nhỏ dung dịch chứa OH trừ vào dung dịch chứa, tức là bài toán này cũng là thuộc dạng là nhỏ OH trừ vào dung dịch chứa Al3+ với số mol của Al3+ bằng 0,1 mol. Đây, để bài cho đây. Nhỏ dung dịch chứa OH trừ vào dung dịch chứa Al3+ với số mol của Al3+ bằng 0,1 mol. Thì sau khi mà chúng ta đã gọi là biết rồi thì chúng ta phát hiện rằng ấy là khi mà cái vị trí này là vị trí 3x này, có nghĩa là bằng 0,1 x 3, tức là 0,3 mol. Có nghĩa là khi mà số mol OH bằng 3 lần cái số mol, ok nhá, để anh trình bày lại này. Khi mà số mol Al3+ bằng 0,1 mol thì có nghĩa là khi mà số mol OH trừ bằng 0,3 mol thì lượng kết tủa sẽ là cực đại và số mol kết tủa cực đại sẽ là 0,1. Khi mà số mol OH trừ bằng 4 lần số mol của Al3+ ấy, tức là bằng 0,4, thì có nghĩa là số mol kết tủa bằng 0. Như vậy thì đồ thị như này. Bây giờ ta sẽ áp dụng bình thường thôi, tam giác A này, B này, C này, đồng dạng tam giác là AX này, Y này. Tức là cũng là tam giác nhỏ, đồng dạng tam giác lớn cùng phía. Nguyên tắc còn đơn giản, chẳng vấn đề gì cả, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái hệ thức đó chính là AC, AC tức là M chia cho AI, AI bằng 0,3 sẽ bằng BC, BC bằng A cộng với lại 19/300 chia cho XY, XY bằng 0,1. Như vậy chúng ta tìm được một phương trình của M với A. Tiếp tục này, chúng ta có lẽ áp dụng cái tam giác phía bên kia thôi. Mà các em chú ý nhé, không phải là chỉ có mỗi cái dạng toán là nhỏ OH trừ vào Al3+ mới dùng được như này đâu, mà tất cả các dạng toán còn lại, tức là 7 dạng còn lại vẫn giải tự hết. Chẳng qua bây giờ ta lấy ví dụ cho em ở dạng 1 thôi. Tam giác nhỏ này, đồng dạng tam giác lớn của phía này, chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ như thế này. À, 0,4 này trừ đi m cộng với lại 0,13 chia cho 0,4 trừ đi 0,3 sẽ bằng a chia cho 0,1. Chúng ta lại tìm được một phương trình của m với a nữa. Như vậy ta sẽ có là hai phương trình, hai ẩn m và a, thì dễ dàng tìm được m và a thôi. Các em chỉ cần bấm máy tính thôi nhé. Tiếp tục nha. Chúng ta có hai hình vẽ rất là phức tạp, đúng không ạ? Đề bài vẫn tương tự được không ạ? Đề bài của chúng ta vẫn là nhỏ dung dịch chứa OH trừ và dung dịch chứa Al3+. Thu được đồ thị hình vẽ như trên. Hãy xác định các ẩn số, được không ạ? Thì như ta vừa nói rồi, chúng ta sẽ có là, nhưng mà cái này khá là phức tạp, không phải đơn giản đâu các em ạ. Ok nhá. Giả sử, ok nhá, chúng ta nhìn này. Chúng ta thấy là cái số mol OH trừ mà làm cho cái lượng kết tủa tối thiểu ấy là x cộng với lại 15/8. Được không ạ? Điều này có nghĩa là, thôi được, anh sẽ làm như này cho nó dễ hiểu này. Còn nếu các em quen rồi các em có thể làm kiểu khác đơn giản hơn. Chúng ta sẽ nhỏ dung dịch chứa OH trừ
bài này nó trình bày hơi dài thôi nhưng mà phương pháp vẫn thế. Tức là ta nhỏ dung dịch chứa OH trừ và dung dịch chứa carbon Al3 cộng đi. Như vậy có nghĩa là cái số mol OH trừ để làm kết tủa cực đại sẽ là 3K. Còn số mol OH trừ để lượng kết tủa tối thiểu sẽ là 4K. Từ đây ta suy ngay là một, đó chính là suy ngay là một cái hệ thức gì ạ? Đây, chúng ta suy ngay được một hệ thức. Đó chính là 4K thì sẽ bằng x cộng với lại 15/8 phương trình số 1 của chúng ta. Đây đúng không ạ? X cộng 15/8 bằng 4K. Rồi. Và chúng ta chú ý này, khi mà có K mol Al3 cộng thì có nghĩa là cái lượng kết tủa tối đa sẽ là K. Được chưa? Bây giờ chúng ta lại áp dụng cái tỷ lệ bình thường như của chúng ta thôi, tức là chúng ta sẽ có tam giác A B C đồng dạng tam giác là A X Y, được không ạ? Chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ là gì ạ? AC tức là X chia cho AI, AI bằng 3K sẽ bằng BC, BC bằng 8A/9 chia cho XY, XY bằng K. Chia cho K đi được không ạ? Chia cho K đi, bởi vì 3K với K thì chia cho K đi được mà. Đây, chia cho K đi. Chia cho K đi. Điều này có nghĩa là x chia cho 3 sẽ bằng 8A chia cho 9 chia cho 1. Chúng ta lại tiếp tục áp dụng bình thường thôi. Chúng ta sẽ có là tam giác nhỏ đồng dạng vậy tam giác lớn ở cùng phía. Có nghĩa là tam giác nhỏ này này đồng dạng tam giác lớn cùng phía. Chúng ta lại sẽ có một cái tỷ lệ nữa. Tỷ lệ nữa chúng ta đó chính là x cộng với lại 15/8 trừ đi x cộng với 2,1 chia cho 1,2 chia cho x cộng với lại 15/8 tôi chết rồi, anh phải viết lại 3 hệ thức rồi đấy nhá. Cho OH trừ này tác dụng với lại carbon. Buồn quá nhỉ. Cho OH trừ tác dụng với lại carbon Al3 cộng thì đây sẽ là 3K, đây là 4K. Từ đây suy ngay được một hệ thức, đó chính là x cộng với lại 15/8 bằng 4K. Phương trình đầu tiên. Phương trình thứ hai này, tam giác A B C đồng dạng với tam giác A X Y. Từ đây ta xin được một hệ thức nữa. Đó chính là AC tức là X chia cho AI sẽ bằng 3K, sẽ bằng BC tức là 8A/9 chia cho XY, XY thì bằng tức là số XY chính là cái số mol kết tủa cực đại thôi đúng không? Số mol kết tủa cực đại là bằng K mol, bởi vì có K mol Al3 bằng K mol Al3 cộng mà đúng không ạ? 8A/9 chia cho XY tức là chia cho K. Chỉ tiêu K ở đây nhé, 3K này với K chỉ tiêu đi. Phương trình số 2. Phương trình số 3 tương tự thôi. Tam giác nhỏ này đồng dạng tam giác lớn này chúng ta sẽ có là 4K trừ đi x cộng với 2,1 chia cho 1,2 chia cho 4K trừ đi 3K sẽ bằng A trừ đi 21/32 chia cho K.
4k trừ 3k bằng k. Ở đây k chia tiêu đi. Tóm lại chúng ta sẽ có là 3 phương trình 3 ẩn x, k và a, dễ dàng tìm được thôi, đúng không ạ? Bài toán phía dưới tương tự nhá. OH trừ tác dụng với lại k mon al 3 cộng thì đây sẽ là 3k này, đây là 4k này, đây là k này, thì chúng ta sẽ có là tam giác A này, B này, C này, đồng tạo tam giác là A X này, Y này. Chúng ta sẽ có một hệ thức bình thường thôi. AC tức là M chia cho AI tức là 3K sẽ bằng là BC tức là 1/8 chia cho XY tức là chia cho K. Phương trình phía dưới thì chúng ta sẽ có là 4K trừ đi 1.52 chia cho 4K trừ đi 3K sẽ bằng là 0.03 chia cho K. 4K trừ 3K bằng K, chỉ tiêu K đi. 3K đây với K đây chỉ tiêu đi. Tóm lại là tìm được M giờ vào phương trình đầu tiên và tìm được K phương trình thứ hai. Ok nhá. Bài toán này tương tự nhá. Đây là bài toán mà nhỏ OH trừ và dung dịch chứa K mol ZN 2 cộng. Thì để tạo kết tủa tối đa thì dung mol OH trừ là 2K. Để hoàn toàn hết lượng kết tủa thì sẽ là 4K. Lượng kết tủa cực đại sẽ là K. Tam giác của chúng ta sẽ tam giác gì ạ? Tam giác A, B, C đồng dạng tam giác A, X, Y. Có nghĩa chúng ta sẽ có là AC tức là 2.3 chia cho AI tức là 2K sẽ bằng BC tức là M chia cho XY tức là chia cho K. Chia cho K đây đi, chúng ta tìm được M. Đơn giản nữa. Tiếp theo tương tự thôi, tam giác nhỏ này đồng dạng tam giác lớn cùng phía. Chúng ta sẽ thu được một cái tỷ lệ thôi. Tỷ lệ thứ hai là 4K trừ đi 5.1 chia cho 4K trừ đi 2K sẽ bằng 29m/23 chia cho K. 2K này, K này chia tiêu này tìm được M này. Thay M vào đây thì tìm được K. Thế thôi. Đây là dạng số 2 nhá. Bài thứ 3 là một cái bài toán mà nó phức tạp hơn các dạng dạng kia nhá. Nhưng mà cách làm thì vẫn tương tự thôi, chẳng có đề gì cả. Bài toán như sau này. Chúng ta nhỏ dung dịch chứa OH trừ và dung dịch chứa hỗn hợp gồm có X mol nhôm 3 cộng và Y mol H cộng. Sẽ xảy ra các phản ứng như sau. Phản ứng đầu tiên là phản ứng của OH trừ trung hòa H cộng để tạo thành nước. Phản ứng thứ hai là phản ứng của OH trừ tác dụng với lại Al 3 cộng để chuyển thành Al OH 3 lần. Ok, sẽ trình bày lại cho nó tử tế hơn, dễ nhìn hơn nha. Ok nha. Chúng ta sẽ có này. Bài toán như sau, nhỏ một dung dịch chứa OH trừ và dung dịch chứa hỗn hợp gồm có H cộng và Al 3 cộng. Phản ứng số 1 thì ra là OH trừ tác dụng với lại Al. À nhầm. Anh xin lỗi nha. Phản ứng số 1 là phản ứng với OH trừ tác dụng với H cộng để chuyển đến nước. Phản ứng số 2 là OH trừ tác dụng với lại Al 3 cộng để chuyển đến kết tủa AlOH 3 lần.
phản ứng số 3 ấy, là phản ứng OH trừ hòa tan AlOH 3 lần để chuyển thành AlOH 4 lần trừ tan, được chưa? Tóm lại là anh sẽ cho các em một cái đồ thị được không ạ? Và sau đó thì các em sẽ gọi là hiểu vấn đề hơn. Khi mà số mol OH trừ tăng lên từ 0 mol lên y mol thì nó sẽ không có kết tủa, bởi vì khi đó là phản ứng số 1 diễn ra, tức là phản ứng OH trừ trung hòa H cộng, không được ra kết tủa mà. Như vậy thì đây sẽ là y, được không ạ? Khi mà cái số mol OH trừ chúng ta ấy bằng y cộng với 3x mol, cho nó x là số mol của Al3 cộng và y là số mol H cộng ấy, thì cái đó lượng kết tủa tối đa sẽ bằng x mol. Khi mà cái số mol OH trừ chúng ta ấy là bằng y cộng với 4x mol thì lượng kết tủa sẽ đạt cực tiểu. Xong rồi đúng không ạ? Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là tính toán thôi. Chúng ta cũng sẽ có này, tam giác A đúng không ạ? B C đồng dạng tam giác A X Y đúng không ạ? Chúng ta sẽ có tỷ lệ đầu tiên như sau. Tỷ lệ đầu tiên này, AC sẽ bằng 0.8 trừ đi Y chia cho AI. AI sẽ bằng Y cộng 3X trừ đi Y, tức là bằng 3X, sẽ bằng BC bằng 0.2 chia cho XI. XI sẽ bằng X, triệt tiêu X ở đây đi, chúng ta tìm được Y, được không ạ? Tìm được Y thôi. Hệ thức thứ hai chúng ta làm hoàn toàn tương tự thôi ạ. Chúng ta có tam giác nhỏ đồng dạng tam giác lớn này, tam giác nhỏ đồng dạng với tam giác lớn này. Chúng ta sẽ có hệ thức thứ hai như sau này. Chúng ta sẽ có là y cộng 4x này trừ đi 17/15 chia cho y cộng 4x trừ đi y cộng 3x, tức là còn lại x thôi, thì sẽ bằng là m chia cho x, ở đây triệt tiêu x đi, thì ta tìm được hệ thức của y cộng 4x bằng bao nhiêu. Ở phía trên ấy, sau khi bỏ x này, chúng ta tìm được y, đúng không ạ? Thay y vào đây thì chúng ta sẽ có một cái hệ thức hai ẩn của x với m. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một cặp tam giác nữa ta chưa xét đến, đúng không ạ? Tam giác theo là tam giác A B phẩy C phẩy, tam giác A B phẩy C phẩy đồng dạng tam giác A X Y. Như vậy ta sẽ có một cái tỷ lệ nữa, đúng không ạ? Tỷ lệ nữa đó chính là tỷ lệ của A C phẩy, tức là 1 trừ Y chia cho A Y, tức là chia cho Y cộng 3X trừ Y, tức là chia cho 3X, sẽ bằng B phẩy C phẩy bằng M chia cho X Y, tức là chia cho X. Tóm lại đây là phương trình thứ 3. Tức là tóm lại như này, chúng ta sẽ có là 3 cặp đúng không ạ? 3 cặp tạo thành 3 phương trình 3 ẩn. 3 ẩn ở đây chính là x, y và m, 3 phương trình 3 ẩn có thể giải quyết được. Tức là bài này anh trình bày hơi xấu nhưng mà các em có thể hiểu được ý tưởng đúng không ạ? Chúng ta sẽ 3 cặp tam giác đồng dạng thôi. Tam giác A, B, C đồng dạng với tam giác A, x, y, một phương trình này, 3 ẩn. Tam giác A, B, C, đồng dạng với tam giác A, x, y, đồng một phương trình 3 ẩn nữa, là 2 phương trình 3 ẩn. Tam giác nhỏ ở phía bên tay phải đồng dạng với tam giác lớn ở phía bên tay phải, đồng một phương trình 3 ẩn nữa. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ có là 3 phương trình 3 ẩn dễ dàng giải được, đúng không ạ? Tiếp theo nhá, bài toán này thì cũng làm tương tự thôi, đúng không ạ? Không vấn đề gì cả. Bài toán này cũng hoàn toàn tương tự, chúng ta vẫn làm tương tự thôi. Ok, thì anh làm thử mẫu một bài nhá. Đây, chúng ta sẽ sục khí CO2 vào dung dịch chứa X mol natri hydroxit và Y mol canxi hydroxit, được không ạ? Giả sử như thế này,
Khi đó thì đồ thị nó có dạng như sau. Cái điểm ở đây này nó sẽ bằng y. Cái điểm ở vị trí này này nó sẽ là bằng y cộng x. Cái điểm ở vị trí này này nó sẽ là 2y cộng x. Cái lượng kết tủa ấy sẽ đúng bằng số mol canxi hydroxit, tức là bằng y. Tóm lại như thế này, điều này có nghĩa chúng ta sẽ có cái gì ạ? A bằng y này, rồi thì y cộng x sẽ bằng a cộng 0,7, y cộng với x bằng a cộng với 0,7, và 2a cộng 0,7 thì bằng 2y cộng x. 2a cộng với 0,7 thì bằng 2y cộng x. Tóm lại như thế, sau đó nhiệm vụ chúng ta đi tìm cái tỷ lệ thôi. Chúng ta sẽ có là tam giác này A này, tam giác A này, B, C, đồng dạng tam giác là A, X, Y. Đến ta là một hệ thức được không ạ? Hệ thức thứ hai chúng ta là tam giác nhỏ này, đồng dạng tam giác lớn cùng phía này. Chúng ta thu được một hệ thức nữa. Từ hai hệ thức này chúng ta có thể giải quyết bài toán trên một cách cực kỳ đơn giản. Ok, bây giờ các em bình tĩnh nhé, hết sức bình tĩnh này. Chúng ta sẽ có tám dạng đồ thị và cách làm chỉ là xét cảm giác đồng dạng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến dạng tám số 7 và dạng số 8. Đầu tiên ta nhìn đề bài nhé, đề bài rất phức tạp được không ạ? Rất phức tạp như này, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ giải cực kỳ đơn giản dựa vào nguyên tắc mà anh vừa trình bày cho các em thôi. Chúng ta sẽ xét các cặp tam giác như nào ạ? Đầu tiên này, tam giác này, tam giác A, tam giác A này, B, C, đồng dạng với tam giác A, X, Y, được không ạ? Tam giác A, B, C đồng dạng với tam giác là A, X, Y. Từ đây ta suy ra một cái hệ thức cực kỳ đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có AC chia cho AI thì bằng BC chia cho XY. AC thì bằng bao nhiêu ạ? 0,7 trừ đi Y. AI bằng bao nhiêu ạ? AI sẽ bằng là X cộng 2Y trừ đi Y. BC bao nhiêu ạ? BC bằng 0,4. XY sẽ bằng là X cộng Y. X cộng 2Y trừ Y thì bằng X cộng Y. X cộng Y ở đây, triệt tiêu đi. Như vậy dễ dàng tìm được rồi. Y thì bằng 0,3. Xong một vấn đề nhá. Tiếp tục này, chúng ta lại xét một cặp tam giác khác. Tam giác tiếp theo là tam giác A phẩy này. Tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy, đồng dạng tam giác AXY. Tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy, đồng dạng với tam giác AXY. Chúng ta lại suy ra một cái khác này. Chúng ta sẽ có này, A phẩy, C phẩy đúng không ạ? A phẩy, C phẩy chia cho AI thì bằng B phẩy, C phẩy chia cho XY. Trong khi đó ta thấy rằng này, A phẩy, C phẩy thì bằng 0,4, AI thì bằng bao nhiêu ạ? X cộng với 2Y. B phẩy, C phẩy thì bằng 0,25 chia XY, XY thì bằng X cộng với Y. Như vậy chúng ta sẽ có này, từ cái biểu thức đầu tiên tìm được y bằng 0,3. Thay y bằng 0,3 vào hệ thức này, chúng ta tìm được x. Như vậy bài toán trên cực kỳ đơn giản rồi đúng không ạ? Bài toán tiếp theo nha. Bài toán tiếp theo này chúng ta có thể xét cái cặp tam giác bình thường thôi đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là bài toán này là bài toán khá phức tạp đúng không ạ? Nhưng anh trình bày được em sau. Ok, ta sẽ cặp tam giác này. Tam giác A, B, C đồng dạng tam giác A, X, Y. Tam giác A, B, C đồng dạng tam giác A, X, Y. Chúng ta thu được một hệ thức như sau. AC chia cho AI sẽ bằng BC
chia cho xy. AC bằng cái gì ạ? AC bằng quy trừ 0,3. AI thì bằng 0,8 trừ đi 0,3 bằng 0,5. BC thì bằng V chia cho xy bằng 0,5. Thì đây dễ dàng tìm được mối liên hệ giữa P và Q, một phương trình hai ẩn. Tam giác tiếp theo chúng ta sẽ xét đó chính là tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đồng dạng tam giác AXY. Tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy đồng dạng tam giác AXY. Tam giác A phẩy này, B phẩy này, C phẩy đồng dạng tam giác AX và Y. Chúng ta sẽ có tỷ lệ là AC phẩy, A phẩy, C phẩy chia cho A phẩy Y thì sẽ bằng là B phẩy, C phẩy chia cho XY. A phẩy, C phẩy thì bằng Q đúng không ạ? A phẩy Y thì bằng 0,8, B phẩy, C phẩy thì bằng 2,5V và chia cho XY bằng 0,5. Chúng ta được một phương trình nữa, hai ẩn là P và V. Hai phương trình hai ẩn dễ dàng tìm được P bằng bao nhiêu và V bằng bao nhiêu đúng không ạ? Xong rồi. Ok nhá. Bây giờ anh sẽ trình bày một chút này để cho các em thấy được cái vai trò của các cái áp dụng công thức trên. Tức là vừa rồi chúng ta thấy rằng ấy là các bài toán trên nó đều là cho một cái hình vẽ và chúng ta áp dụng các tỷ lệ tam giác đồng dạng để chúng ta tính toán đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên ấy thì có những khi đề bài nó cho là dưới dạng tự luận chứ nó không phải là cho dưới dạng gọi là hình vẽ. Nhưng mà chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng phác đồ thị để giải được. Anh xin được lấy minh họa bởi đề đại học chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015. Đề bài như sau, thậm chí bài này còn khó hơn so với lại cái bài của đề thi đại học cơ. Bài này cũng là một bài khá là phức tạp, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau giải được không ạ? Một bài này nữa thôi, chúng ta sẽ ngừng nghỉ. Thế là các em cố gắng nha. Một bài thôi, một bài nữa chúng ta sẽ nghỉ này. Một bài thôi, các em cố gắng nhá. Một bài thôi, chúng ta sẽ nghỉ, đúng không ạ? Một bài thôi. Đề bài như sau này. Cho một dung dịch X. Dung dịch ok, nghỉ 5 phút nha. 5 phút nha.
Ok nhá. Chúng ta sẽ cố gắng để hoàn thành bài tập này nhá. Như anh chị bài các em rồi, có nghĩa là khi thi đại học ấy thì người ta có thể cho dạng đề bài dưới dạng tự luận chứ không phải là cho dưới dạng gọi là hình vẽ. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng không vấn đề gì. Anh xin được lý minh họa như sau. Đây là một cái bài toán mà nó được lấy trong đề đại học ấy, đại học năm 2015 đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được không ạ? Bài toán này thì các em có thể gọi là sử dụng các phương pháp nhiều để giải nhưng mà nó khá là phức tạp và nó dường như nó hơi là đối lắm. Nhưng mà tuy nhiên anh sẽ hướng dẫn các em dùng đồ thị để giải rất nhanh gọn thôi. Bài toán như sau. Dung dịch X chứa X mol natri carbonate và Y mol natri hydrocarbonate. Dung dịch Y chứa V mol HCl. Nếu nhỏ từ dung dịch X chứa X mol Na2CO3 và Y mol NaHCO3 và dung dịch Y chứa V mol HCl thì chúng ta thu được 5V/7 mol lít. Nếu nhỏ từ X vào Y thì được 5V/7 mol khí CO2. Còn nếu nhỏ từ mà Y vào X thì thu được 2V/3 mol khí. Hãy tìm tỷ lệ x trên y thì đề bài thi đại học nó như thế. Thì nhiều khi các em cảm thấy là nó rất là khó hiểu, nó rất là phức tạp, nó rất là lòng hoàng trời ạ, rất là phức tạp. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta vẫn có thể sử dụng phác đồ thị để giải quyết bài toán trên cực kỳ nhanh gọn. Chúng ta sẽ xem xét bài toán trên có dạng như sau. Thí nghiệm 1, chúng ta nhỏ từ x vào y thì thu được 5V/7 mol khí, đúng không ạ? Chúng ta hãy quên đi, chúng ta hãy xét thí nghiệm 1 như sau. Thí nghiệm 1 này, nhỏ dung dịch X chứa X mol natri carbonate và Y mol natri hydrocarbonate vào dung dịch chứa một lượng dư dung dịch HCl thì đồ thị sẽ có dạng như sau. Khi mà số mol H cộng tăng lên từ 0 mol lên 2X cộng Y mol thì lượng khí CO2 nó ra sẽ tăng lên từ 0 mol lên X cộng Y mol. Khi mà số mol H cộng lớn hơn 2X cộng Y mol thì H cộng dư thì số mol CO2 vẫn đạt cực đại và nằm ngang ở mức là X cộng Y mol. Đây là nhỏ dung dịch chứa hỗn hợp CO3 2 trừ HC3 trừ vào một lượng dư HCl thì đồ thị như này. Thí nghiệm 1 là như thế. Thí nghiệm 2 của chúng ta đó chính là nhỏ từ Y vào X thì chúng ta sẽ xét thí nghiệm 2 như sau. Nhỏ dung dịch chứa một lượng dư H cộng vào dung dịch X chứa hỗn hợp CO3 2 trừ và HC3 trừ thì đồ thị như này. Có nghĩa là khi mà số mol H cộng từ 0 mol lên X mol thì sẽ xảy ra phản ứng H cộng tác dụng với lại CO3 2 trừ để tạo thành HC3 trừ, không tạo thành khí. Khi mà số mol H cộng tăng lên từ X chuyển thành 2X cộng Y mol thì nó sẽ có phản ứng của H cộng với HC3 trừ để chuyển thành nước và CO2. Lượng khí CO2 cực đại là bằng X cộng Y mol. Nếu mà số mol H cộng lớn hơn 2X cộng Y mol thì lượng khí ra vẫn là X cộng Y mol và axit là dư. Đồ thị của nó sẽ có dạng như này. Nói chung ấy là các em cứ bình tĩnh, anh đang hướng dẫn để cho các em hiểu được hướng làm thôi. Hướng tức là hướng chuyển một bài toán tự luận bằng chữ chuyển thành một bài toán đồ thị. Còn cái việc trình bày cụ thể anh sẽ hướng dẫn sau. Nên nếu các em không hiểu về đồ thị thì chúng ta sẽ có những bài giảng khác. Các em cứ nắm bắt là chúng ta đang chuyển một bài toán tự luận chuyển sang bài toán đồ thị. Sau khi chúng ta làm như này rồi, chúng ta sẽ ghép hai đồ thị ở thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 với nhau. Ta ghép 1 và 2 với lượng HCl đi từ 0 đến rất dư. Bây giờ ta chú ý một chút này. Đây là một cái đồ thị kép. Thí nghiệm 1 là nhỏ dung dịch chứa HCO3 trừ CO3 2 trừ vào dung dịch chứa H cộng. Đồ thị thứ 2 là nhỏ H cộng vào dung dịch chứa HCO3 2 trừ và CO3 2 trừ với điều kiện là H cộng từ 0 lên dương vô cùng mol, được không, chẳng hạn như thế. Thì đồ thị ghép là như này. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta nhìn đề bài này. Đề bài ấy, thì người ta bảo là chỉ có V mol HCl thôi, đúng không ạ? Đề bài có nghĩa là chỉ có V mol HCl thôi. Như vậy có nghĩa là V nó phải nằm ở một vị trí ở đó. V nằm ở đây nhá. V này, tức là số mol H cộng đi từ 0 này đến dương vô cùng, đúng không ạ? Nhưng mà đề người ta cho là V mol. Như vậy chúng ta giả sử là V mol H cộng ở vị trí này, chúng ta chiếu lên đồ thị. Đây là đồ thị của thí nghiệm thứ hai, tức là nhỏ từ y và x ấy, thì đây là đồ thị của nó, tức là nhỏ từ h cộng vào thì đây là đồ thị của nó, thì lượng khí ra người ta cho đề bài là bằng 2V/3 mol. Như vậy ta chiếu vào đây thì lượng khí ra là bằng 2V/3. Tương tự này, V mol h cộng chiếu lên đồ thị của thí nghiệm đầu tiên
thì người ta cho là tạo thành 5V phần 7 mol khí. Thì đây là 5V phần 7. Tóm lại đồ thị nó có dạng như này. Tóm lại đồ thị nó có dạng như này đúng không ạ? Đây, đồ thị như này đúng không? Như vậy thì cách làm nó hoàn toàn đơn giản, nó cũng không vấn đề gì đúng không ạ? Đây chính là cái hình vẽ mà chúng ta đã nhìn thấy rồi đấy. Bây giờ nhiệm vụ ta cũng sẽ tác dụng là tạo ra đồng dạng thôi. Tam giác đồng dạng anh sẽ sử dụng màu mực này nhá. Tam giác đầu tiên này, tam giác A B C đồng dạng tam giác A X Y, được không ạ? Tam giác A B C đồng dạng tam giác A X Y. Tam giác A B C đồng dạng tam giác A X Y. Chúng ta sẽ có AC chia cho AI thì sẽ bằng BC chia cho XY. AC thì bằng là V trừ đi X. AI thì bằng 2X cộng Y trừ đi X, tức là X cộng Y. Bằng BC, BC bằng 2V phần 3. XY chia cho XY, XY thì bằng X cộng Y. Tóm lại chúng ta sẽ có được V trừ đi X sẽ bằng 2V phần 3. Suy được là X sẽ bằng V phần 3. X bằng V phần 3. Tam giác thứ hai chúng ta muốn xét là tam giác nào ạ? Tam giác thứ hai muốn xét là tam giác này ạ. Tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng tam giác AXY. Tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng tam giác AXY. Chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ khác thôi. Chúng ta sẽ có là A phẩy C phẩy chia cho AI thì bằng B phẩy C phẩy chia cho XY. A phẩy C phẩy thì bằng V, AI thì bằng 2X cộng Y. B phẩy C phẩy thì bằng 5V phần 7. XY thì bằng X cộng Y. V, chỉ tiêu V đi. Thì đóng lại chúng ta sẽ có là 1 chia cho 2X cộng Y sẽ bằng 5 phần 7 chia cho X cộng Y, được không ạ? Mặt khác, chúng ta đã có, từ đây ta đảo ngược lại đi, tức là 2x cộng với y chia cho 1 thì sẽ bằng là x cộng với y chia cho 5 phần 7. Rõ ràng ấy là x của chúng ta bằng v phần 3. Như vậy chúng ta thay x bằng v phần 3 vào hệ thức 2x cộng y chia cho 1 bằng x cộng y chia cho 5 phần 7. Chúng ta dễ dàng tìm được y, giả sử là y bằng 3v phần 3 đi. Tức là chúng ta có hệ thức là 2x cộng y chia cho 1 bằng x cộng y chia 5 phần 7. Mà x bằng v phần 3 rồi, chúng ta thay x bằng v phần 3 vào, chúng ta tìm được y sẽ bằng 3v phần 3 chẳng hạn như thế. X bằng v phần 3, y bằng 3v phần 3. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có x chia cho y sẽ bằng gọi là v phần 3 chia cho 3v phần 3 chia tiêu đi thì bằng gọi là bằng 1 phần 3 chẳng hạn như thế. Tức là nó dựa vào hệ thức vẫn đơn giản thôi. Ok nhá, tức là cái bài này thì anh chỉ mới trình bày cho các em hướng làm thôi. Các em hãy khoan để ý đến những cái vấn đề liên quan tiểu tiết, liên quan đến đồ thị vẽ như thế nào, như này như kia, đừng quan trọng ở đó. Quan trọng ta hiểu rằng là những bài toán bằng ngôn ngữ chúng ta cũng có thể chuyển thành toán học để chúng ta có thể tính toán cách cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Đơn giản như vậy thôi ạ. Các em có thể rút luôn cũng được, chẳng qua là anh trình bày cho các bạn là chưa hiểu, các bạn có thể hiểu được luôn thôi. Chứ còn thực ra nếu mà anh làm như này, anh hoàn toàn có thể giả sử là V bằng 1 rồi. Như vậy X sẽ bằng V phần 3, có nghĩa là V bằng 1. X bằng V phần 3, có nghĩa là X bằng 1 phần 3. Thay X bằng 1 phần 3 vào, dễ dàng tìm được Y. Sau khi tìm được Y thì tìm tỷ lệ X chia Y luôn. Chứ đâu vấn đề gì phải để nguyên Y, đúng, để nguyên V đúng không ạ? Các em hoàn toàn có thể giả sử V bằng 1, không vấn đề gì. Ok nha, còn một bài toán nữa này. Cũng là một đề thi đại học khá là truyền thống của chúng ta. Và anh chứng minh cho em thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp đồ thị để giải quyết các bài toán như trên. Ok nhá. Đề bài như sau này. Cho một dung dịch X chứa amonium clorua, cho dung dịch Y 100ml dung dịch Y chứa natri hydroxit 2M và dung dịch X thì thấy có M gam kết tủa. Nếu thêm 200ml dung dịch Y và dung dịch X thì thấy có 0,8 M gam kết tủa, tìm A và M, đúng không ạ? Đề bài như sau này, anh sẽ tóm tắt đề bài nhé. Tóm tắt đề bài này, dung dịch X này chứa amon Al3+
đề bài như sau này: amon al 3 cộng qua hai thí nghiệm. Thí nghiệm 1, cho amon al 3 cộng tác dụng với lại 0,2 mol OH trừ thì thu được m gam kết tủa, tức là m phẩy mol kết tủa AlOH 3 lần. Thí nghiệm 2, chúng ta cho amon nhôm 3 cộng tác dụng với lại ml dung dịch Y, tức là 200ml dung dịch natri hydroxit 2m, tức là cộng với 0,4 mol OH trừ thì tạo thành 0,8 m gam kết tủa, có nghĩa là 0,8 m phẩy mol AlOH 3. Anh trình bày đề bài nhé. Chúng ta có amon nhôm 3 cộng tiến hành hai thí nghiệm. Thí nghiệm 1, cho tác dụng với lại 0,2 mol OH trừ tạo thành m phẩy mol kết tủa. Thí nghiệm 2, cho amon nhôm 3 cộng tác dụng với lại 0,4 mol OH trừ tạo thành 0,8 m phẩy mol nhôm hydroxit. Nha, amon nhôm 3 cộng này tác dụng 0,2 mol OH trừ này tạo thành m phẩy mol kết tủa này. Amon nhôm 3 cộng tác dụng với 0,4 mol OH trừ tạo thành 0,8 m phẩy mol nhôm hydroxit này. Chúng ta sẽ có đồ thi như sau này. Đây là sông mol kết tủa nhá, nhôm hydroxit này. Đây là sông mol OH trừ, được không ạ? Chúng ta sẽ có đồ thi như sau, đồ thi như này. Cái này là 3 lần 3A sông mol của, tức là sông mol OH trừ bằng 3 lần sông mol của nhôm hydroxit, thì lượng kết tủa tối đa của A mol nhôm 3 cộng, có nghĩa là cần 3A mol OH trừ để kết tủa hết. Lượng kết tủa tối đa của chúng ta sẽ là A. Khi mà sông mol OH trừ bằng 4A thì lượng kết tủa sẽ bằng 0, gọi là cực tiểu. Đồ thị như này. Bây giờ chúng ta có đồ thị như vậy rồi thì nhiệm vụ chúng ta là ghép các số liệu vào thôi. 0,2 mol OH trừ tạo thành m phẩy mol kết tủa, 0,4 mol OH trừ tạo thành 0,8 m phẩy mol kết tủa, thì chúng ta sẽ có thể có một cái hình vẽ có như thế này chẳng hạn nhé. Chúng ta sẽ có là ví dụ chẳng hạn chỗ này này sẽ là bằng 0,2 mol hydroxit này, lượng kết tủa của nó là bằng m phẩy mol này. Cái chỗ này là sông mol kết tủa của chúng ta ấy, sông mol natri hydroxit này bằng 0,4 mol này, thì sông mol kết tủa nhỏ hơn này thì bằng 0,8 m phẩy này mol. Bây giờ chúng ta tính toán hoàn toàn bình thường thôi, tức là sau khi vẽ đồ thị xong thì các em hãy vận dụng các kiến thức tạo ra đồng dạng của chúng ta làm. Đây là cái trường hợp đầu tiên có thể ra. Trường hợp thứ hai này, đây là sông mol kết tủa này, đây là sông mol OH trừ này, đồ thị tương tự này như này, ở đây là 3A này, đây là A này, đây là 4A chẳng hạn như thế này, thì đồ thị có thể xảy ra như thế nào ạ? Ví dụ chẳng hạn chúng ta có 0,2 mol này thì số mol kết tủa là m phẩy, tức là 0,2 mol OH trừ thì số mol kết tủa là m phẩy. Khi mà số mol OH trừ là 0,4 mol này thì số mol kết tủa bằng 0,8 m phẩy. Chúng ta vẽ được hai hình vẽ như này rồi. Đây là trường hợp 1 này. Đây là trường hợp 2 này. Chúng ta xét trường hợp 1 nhé. Trường hợp 1 này thì điều kiện là gì ạ? Là 3A nhỏ hơn hoặc bằng 0,2, nhỏ hơn hoặc bằng 0,4, nhỏ hơn hoặc bằng 4A. Tức là dựa vào mấy cái hệ thức phía dưới thôi. 3A nhỏ hơn 0,2, nhỏ hơn 0,4, nhỏ bằng 4A. Trường hợp 2 thì rất tương tự thôi. A thì phải nhỏ hơn hoặc bằng 2, nhỏ hơn hoặc bằng 3A, nhỏ hơn hoặc bằng 0,4. À xin lỗi nhé, trường hợp 2 là 0,2, nhỏ hơn hoặc bằng 3A, nhỏ hơn hoặc bằng 0,4, nhỏ hơn hoặc bằng 4A. Là hai điều kiện. Xong em vận dụng ra đồng dạng để các em xét trường hợp 1, xét ra đồng dạng xét trường hợp 2, đúng không ạ? Chúng ta thử điều kiện xem cái nào đúng cái nào sai. Từ đó ta có thể giải quyết bài toán trên một cách cực kỳ nhanh gọn bằng pháp đồ thị. Các em có thể về nhà vẽ các trường hợp ra thì các em sẽ thấy là sẽ có hai trường hợp thỏa mãn. Thực ra là anh có thể trình bày cho các em rằng là tại sao lại chỉ có hai trường hợp này mà không có hai trường hợp khác. Nhưng tuy nhiên nhá, bài giảng này nó chỉ mang chất định hướng thôi. Anh sẽ gửi cho các em một tài liệu full đầy đủ tất cả các dạng, tất cả chi tiết, được không ạ? Còn các em về nhà các em có thể gọi là tìm hiểu nghiên cứu thêm, anh sẽ gửi tài liệu cho các em sau. Còn bài này thì nó sẽ chỉ là mang chất gọi là phổ quát cho các em thôi, ok nhá. Như vậy tóm lại như này, chúng ta có 8 dạng đồ thị rất phức tạp, rất nhiều thứ, nhưng mà chúng ta có thể vận dụng 8 dạng đồng dạng để giải quyết 8 dạng đồ thị đó cách cực kỳ nhanh gọn. Trong đề thi đại học có thể không cho đồ thị
nhưng mà nó có thể chuyển một bài toán đại số trở thành bài toán đồ thị để giúp chúng ta có thể giải quyết bài toán một cách gọi là trực quan hơn và dễ hiểu hơn. Làm sao biết được đồ thị sẽ có một bài giảng sau nhá. Các em hiểu được vấn đề được rồi. Ok. Như vậy bài giảng hôm nay chúng ta đã kết thúc liên quan đến cái phần gọi là sử dụng tam giác đồng dạng để giải quyết tám dạng đồ thị, đúng không ạ? Bài toán này, bài giảng này nó chỉ mới chất định hướng thôi, còn chưa phải là một bài giảng chính thức của anh dành cho các em. Chỉ là mong muốn để cho các em gọi là hiểu vấn đề một chút thôi. Sau này sẽ có là bài giảng đầy đủ hơn để cho các em nắm vững vấn đề hơn. Bài giảng tiếp theo của anh sẽ diễn ra vào tối ngày thứ sáu. Lần này diễn ra vào lúc 8 giờ nhé. 7 rưỡi thì các em còn đang đi học về với lại ăn cơm rất là mệt. 8 giờ chúng ta sẽ gọi là học. Thực ra bây giờ em còn chưa ăn cơm cơ, rất là đói, rất là mệt, đúng không ạ? Các em hãy cố gắng gọi là bình tĩnh nhá. 8 giờ tối ngày thứ sáu chúng ta sẽ học một buổi kéo dài từ 8 giờ đến 10 giờ tối thứ sáu, đúng không ạ? Tuần này bài giảng của chúng ta sẽ liên quan đến các bài toán thí nghiệm. Có nghĩa là trong đề thi đại học năm 2015 vừa rồi đã có những bài toán liên quan thí nghiệm và nhiều em học sinh thì trở nên cảm thấy rất là khó khăn với những bài toán thí nghiệm đó. Thì anh sẽ cho các em một tuyển tập rất nhiều bài tập liên quan đến thí nghiệm và hình vẽ với mức độ khó gấp 3, gấp 4 lần đề thi đại học để cho các em có thể rèn luyện được kiến thức một cách gọi là chuẩn xác nhất. Hẹn gặp lại các em vào buổi giảng tối ngày thứ sáu liên quan đến các bài toán thí nghiệm, là một bài toán rất thú vị, không chỉ giúp các em giải quyết được một câu, hai câu trong đề thi đại học năm nay mà nó còn giúp em tổng ôn tập lại lý thuyết nữa. Bởi vì những bài toán đó về thí nghiệm thực tế vẫn là một bài toán kiểm tra lý thuyết của em. Như vậy thì chúng ta vừa làm được một hai câu cho đề thi đại học, vừa ôn luyện được tất cả kiến thức của chúng ta liên quan lý thuyết hóa, thì đó là một điều rất tuyệt vời. Hẹn gặp lại các em trong buổi giảng tiếp theo. Cảm ơn các em rất nhiều.